Dậy thôi anh, đến giờ đi học của bạn rồi kìa. Hello, hôm nay chắc chắn là một ngày vui. Yeah, đi học thôi. Chào buổi sáng. Rồi ăn sáng con nhịn gì? Ăn sáng thôi. Ba. Yay. Chén nào cũng là chén. Sao lúc nào cũng tốn thời gian lựa chọn vậy? Ký học võ hay là học bóng rổ đặng cho con cứng cáp hơn được không? Không học võ, không học bóng rổ. Nhưng mà mẹ thấy con trai á ai cũng học bóng rổ hay là học võ hết trơn á, hay là con tính học nấu ăn giống mấy bạn gái? Nấu ăn như hơn. Nè, nghe lời đi. Đang học sinh lớp em giờ này sao? Có ngoan không? Dạ thì cũng. Sang hôm nay tăng nữa. Em đi làm lại xa. Hay là dạy thêm ở nhà đi, sẵn tiện coi con. Kinh tế cũng ổn định hơn. Dạ, để em coi lại. Bye bye. À, cái áo này khói bụi nhiều quá, lại còn nắng nóng nữa, còn muốn khát khô cái cổ luôn không à? Giá như bây giờ có một trận mưa to thì hay quá ông ha. Có chào bác cây, có chào bác cây. Trời ơi, đang ở ngoài đường nè. Con nói như vậy người ta nghĩ con bị cái gì á? Bây giờ mẹ nói nghe nè, con đọc lại bài cho mẹ nghe đi, mẹ coi con thuộc không nha. Một, hai, ba. Nhột quá. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mùi gì vậy Tủ? Ôi, thơm quá. Mình nghĩ đấy là bánh quy. Bánh quy? Đúng vậy, ngon lắm đấy. Thank you.
mua bánh hả? Vô đi. Con mua mấy cái? Cháu không có tiền. Bánh thơm mua mà không có tiền. Tội nghiệp. Thôi, bà mới nướng mấy cái bánh mới để bà cho đem về ăn nha. Nè, đem về. Sao bỏ bánh đây chạy vậy con? Bây giờ thì trận đấu chính thức bắt đầu. Điều kiện cần bắt buộc đó là đội tuyển U23 Việt Nam phải giành chiến thắng trước Malaysia. Ba, con muốn xem cái khác. Con trai không thích xem đá banh. Suốt ngày thích coi mấy cái chương trình nấu ăn làm gì hả? Đá banh chát. Con trai suốt ngày trong bếp ăn bánh trái. Ba mẹ xin con ra là con gì? Con trai. Con trai thì như thế nào? Đá banh, xe tăng, không vào bếp, không ăn vặt. Nhớ cho kỹ đó. Em mua trái banh cho con về tập đá đi. Con trai đá banh dễ kết bạn hơn. Thôi ăn cơm đi. Ủa, bà cũng hất nước hả? Ồ, chính xác, nó làm mình thoải mái. Ở trong bếp ít thôi. Lấy đâu ra cái liều đó vậy? Ba mẹ mua cho bà để xông hơi chống virus đó. Cậu thích trường học không? Trường học vui mà. Mẹ mình từng làm ở đó. Nhiệm vụ của bà là báo giờ vào học. Về ra chơi, giờ ra về nè. Nhưng mà mình chỉ hấp đúng bắn thôi. Làm sao để làm được bánh này ta? Mình cũng không biết nữa. Hay là bạn tự tìm hiểu nha. Mình ngủ trước đây. Cháu biết làm bánh. Mầm, đi qua nhà cháu coi bọn cháu làm bánh sao. Gì? Mẹ, bút con hóc mặt. Nè, con mà lấy tiền này á, mua đồ ăn vặt là bị đồ nghe chưa?
sợ dữ vậy? Bán cho con bắn quy. Bắn quy? Không có bán cho con nít. Nè, mỗi ngày á bà đều có nướng bánh mới thích, vô ăn với bà nha. Đuổi đi. Này, bữa nay mình có bạn mới, mình phải làm bánh cho thật ngon để bạn mới nghe chưa? Được thôi. Bà cũng có bạn ở trong bếp hả? Có chứ. Các bạn rất là thông minh. Khi mà bà làm bánh quên đường, các bạn nhắc đường 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 đường. Đúng vậy, tụi mình nhớ hết mọi công thức làm bánh luôn á. À, bây giờ con đập trứng gà vô cái tô này được không? Dạ. À, đây. Cháu tên gì? Cháu tên Ân. Bà là bà Sáu. Mà sao bà không hỏi cháu mấy tuổi? Chuyện đó đâu quan trọng. Bà thích bánh quy, con thích bánh quy, vậy là làm bạn được rồi. Dạ. Thấy không? Quậy. Bà nhớ bỏ đường và một chút xíu muối vào nha. Cái này hả bà? Ăn bánh đi. Bánh mây nướng ngon. Ngon thiệt. Ngon quá. Hồi nào tới giờ chưa có ai chê bà làm bánh dở. Lúc bà biết ăn bánh quy, bà bằng tuổi cháu bây giờ. Ba của bà hồi đó lính mà, đi quanh năm suốt tháng, nghèo lắm. Mỗi lần về mua được bánh quy, bịch bánh quy, trời ơi bà quý, bà mừng dữ lắm. Mỗi lần bà ăn bà chỉ dám lấy một cái à, cứ bất cẩn chút xíu thôi. Từ đó tới giờ đâu có gặp ba được. Má bà nói ba bà về Mỹ rồi, có gia đình rồi. Không phải bà với má bà. Bánh chín rồi. Dạ, bánh chín rồi. Dạ. Nhớ gói về đem về cho ba má ăn nghe chưa? Dạ. Ừ. Dạ, bánh chín rồi. Dạ, bánh chín rồi. Bánh chín rồi. Ơ bà đi đâu vậy? Bà đi đâu? Ơ bà đi đâu? Bà có cái món quà này dành cho cháu, tặng cháu nè. Nè. Tặng con nè. Dạ. Biết tên gì không? Ego. Ego đúng rồi. Này này này, dỗ đi. Khi nào con buồn, con tâm tình với nó hả? Dạ. Yeah. Ê, con chừng em đau. Bạn vẽ gì vậy? Đẹp xíu rồi mình cho bạn coi. Đây, mai mình sẽ nặng bắn thành con cua. Bạn thích làm bánh giống bà Sáu hả? Đúng vậy. Mình sẽ làm bắn giỏi nhất vũ trụ. Tất nhiên rồi, bà sẽ trở thành đầu bếp giỏi. Cái bánh quy đầu tiên bạn làm rất thơm luôn đó. Khi mở được tiệm bánh, bạn sẽ được tặng sao Michelin. Nhưng mà ba mẹ không thích đầu bếp. Thì bạn chỉ cần làm bánh thiệt ngon, đem cho ba mẹ ăn là họ sẽ đồng ý thôi mà. À ha, bạn nói cũng đúng á. Vô ăn cơm.
Bữa nay lấy đâu ra con gấu bông vậy? Sao bao nhiêu xe tăng rồi không chơi? Mày chơi gấu bông? Đây là bạn ego. Nhưng mà mẹ không có thích gấu bông, bụi bặm lắm. Mẹ đừng nói vậy, bạn buồn đó. Nè, mấy cái này á là để dành cho bạn nữ chơi, hiểu chưa? Mình là con trai. Bữa nay ở lớp á, cô có phát bài kiểm tra không? Bao nhiêu điểm? Dạ, bài kiểm tra 8, con được 10 điểm. Mấy cái bài ở trong chương trình đó dễ lắm. Ngày mai bà mua thêm mấy cuốn toán nâng cao để cho con luyện. Mới có chút xíu à, bắt chước người lớn, thở ngắn thở dài. Bộ con thích hả? Thích à. Thôi ăn cơm đi con. Rồi nè, giấu gì dưới nữa kìa? Có học ngoại khóa, cô dạy con làm bánh nè. Để ba ăn thử. Con thử đi. Thôi, đây. Ba nói rồi, con không có làm được đâu. Cho nên, bỏ ngay mấy cái chuyện mà bếp nút ra khỏi đầu. Muốn làm tiếp. Cãi ba hả? Không có làm tiếp gì hết á. Con trai là con trai mà con gái là con gái. Không có được lệch lạc. Thôi, ăn cơm đi. Ân, mẹ bánh này con thích nặng hình gì? Cua và cá. Cua và cá. Mà bà ơi, cho bỏ đồ nha. Hôm qua bà không bỏ đồ, bắn dở lắm. Bắn dở lắm hả? Ừ, xin lỗi nha. Ừ. Không sao, cháu thì nhắc bà. Trời ơi, cảm ơn bạn. Sao con ở đây vậy này? Không phải trên này học bài hả? Dạ, đừng có la nó. Nó ở đây nó chơi chút xíu rồi nó về. Chút xíu con về học bài nha con. Nha. Đi về nhà ngay. Đừng. Nè. Bước ra liền. Dám làm không dám chịu hả? Sao ba mẹ đón con? Con thích ở đây á. Để học làm ba. Con không được hỗn với ba như vậy. Con không được hỗn với ba như vậy nha con. Nha ân. Không có nhiều lời. Đi về nhà học bài. Bà Sáu à? Dậy đi học thôi anh ơi, tụi mình đều thức dậy hết rồi nè. Dậy đi học nhanh lên, không bạn trẻ sẽ bị mẹ la đó. Em đi, các bạn nói giống như ba mẹ mình quá. Sao lại la mình? Không la bà thì la ai? Còn các bạn đó, ai bị các bạn suốt mình qua nhà bà Sáu học làm bánh chơi? Mình qua đó bị ba la với trời luôn nè. Và bà Sáu mất rồi. Tại các bạn hết á. Tại bạn thì có. Bạn cũng muốn trở thành đầu bếp cần gì? Đúng đó. Im đi, cố đi. Mình làm người lớn, không cần các bạn nữa. Sao hôm nay con không nói chuyện với bác cây nữa? Cây làm gì mà biết nói chuyện?
vậy mẹ? Mình chưa chơi này bao giờ. Mình đứng dần được rồi, bạn chơi đi. Chơi quánh đồ xì. Đồ xì. Thua rồi. Một xíu nữa bạn cho mình làm người bán nha. Tại vì mình thích làm người bán lắm. Ok. Rồi. Xin lỗi. Tha thứ đó. Ba bạn đã tắm cho mình đó. Ông ấy nhồi nhồi nhồi. Sao bông dưới hỏng mình ọc 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 vậy nè. Thơm quá. Vậy sao? Còn bạn làm người lớn có vui không? Cha anh làm đi ngủ không thấy bánh ngọt với xứ sở hành tây nữa. Hay là mình đến nhà bà Sáu làm bánh đi, cậu sẽ đỡ chán hơn. Ha ha.
hầm nóng xong chưa? Báo cáo, đã ở nhiệt độ thích hợp để nướng bánh. Cả nhà ăn cơm. Con mời ba mẹ ăn cơm. Ừ. Con giấu cái gì dưới vậy? Đưa cho mẹ coi. Có gì đâu mà phải giấu. Đó, đưa bạn thử. Cái này là con tự làm hết luôn hả? Mẹ hơi bất ngờ nha. Thiệt hả mẹ? Ừ. Ngon. Nè, con thích cái gì á thì chọn đi.